Xin chào các bạn, thì thời gian gần đây cũng có rất nhiều các anh chị các bạn hỏi mình về sàn Simple FX. Thì đây là một trong những sàn giao dịch mà mới vào thị trường Việt Nam. Thì hôm nay mình cũng sẽ chia sẻ những cái thông tin về sàn để cho những các anh chị các bạn đang quan tâm về sàn Simple FX có thể là tìm hiểu thêm, từ đó tham khảo cho mình được một sàn giao dịch nó tốt nhá. Thì về Simple FX thì cũng được thành lập từ năm 2014 và cho đến nay cũng có những cái bước phát triển rất là mạnh mẽ, đặc biệt là trong những cái năm 2022, 2018, 2017 này đã được những cái giải thưởng The Best Trading Platform, là một trong những cái nền tảng giao dịch tốt nhất hiện nay trên thị trường với những cái phương pháp thanh toán khá là đa dạng. Ở đây như thế là các bạn có thể thanh toán qua crypto, đúng không, qua các ví điện tử Neteller Q cũng như các nền tảng khác nhau, ví dụ trên điện thoại Android hoặc iOS, cũng như là có những cái nền tảng giao dịch như thế là web trader cũng như nền tảng MT4. Đoàn 7 thì có thể lên đến 1/1000 và được phổ biến khá là rộng rãi. Thì với những cái tính năng nổi bật như vậy thì Simple FX cũng đang phát triển ở thị trường Việt Nam và hiện tại đang có một đội ngũ hỗ trợ tương đối là tốt. Và mình cũng đã tìm hiểu những cái thông tin về pháp lý về Simple FX thì các bạn cũng có thể là tìm hiểu. Đây là một trong những cái sàn giao dịch mà cũng có giấy phép hoạt động ở các nơi mà Simple FX phát triển. Thì ở trên web người ta cũng có cung cấp thông tin này, các anh chị các bạn có thể là kiểm tra cái pháp lý của sàn Simple FX khá là đơn giản nha. Về cái số đăng ký này các bạn cũng có thể là tra được, thì mình cũng đã có những cái video để chia sẻ các bạn cách kiểm tra các sàn giao dịch rồi. Simple FX thì hoạt động trong các lĩnh vực như thế là Forex, tiền điện tử, hàng hóa, chứng khoán và các chỉ số. Các sản phẩm giao dịch thì tương đối là đa dạng. Đặc biệt các nền tảng của Simple FX thì các bạn cũng thấy là những anh chị các bạn hay giao dịch nền tảng MT4 hoặc là những nền tảng app trên điện thoại. Các bạn cũng có thể là giao dịch những cái nền tảng khác như nền tảng web để các bạn có thể là dễ dàng hơn. Thì trong video này mình cũng sẽ chia sẻ cho các anh chị các bạn cách sử dụng làm sao cho nó dễ dàng và các bạn có thể là lựa chọn các sản phẩm để chúng ta có thể là giao dịch được. Ngoài ra thì cái việc nạp rút tiền đó, như mình đã chia sẻ với các bạn đó, thì các bạn có thể là lựa chọn các quốc gia ở trên này và chúng ta có rất nhiều các cổng nạp tiền và rút tiền. Ở đây mình chỉ chú ý cho các anh chị các bạn một điều, đó là khi mà các bạn nạp rút ở bất cứ cái sàn giao dịch nào thì các bạn chú ý cho mình, khi các bạn nạp tiền vào cái cổng nào thì các bạn rút ra bằng cổng đó. Ví dụ các bạn nạp bằng USDT thì các bạn rút ra bằng USDT, hoặc là các bạn nạp vào một đồng coin nào đó thì các bạn rút ra từ cái ví đồng coin đó. Và nếu các bạn nạp bằng cái ngân hàng nội địa thì các bạn cũng sẽ rút ra bằng cái ngân hàng nội địa. Thì các bạn cũng thấy ở đây Simple FX đã có cái việc nạp rút từ ngân hàng nội địa. Cái này là rất là tốt cho những anh chị các bạn muốn nạp rút nhanh và muốn dễ dàng trong cái việc mà chúng ta nạp rút. Thì các bạn cũng có thể là tìm hiểu thêm nha. Hiện tại thì Simple FX đang có một cái chương trình khuyến mãi nạp tiền thưởng lên đến 5.000 đô với cái phần cashback 5% cho tất cả các trader trong vòng 30 ngày. Thì với cái chương trình khuyến mãi này sẽ dành riêng cho cái cộng đồng của Nguyễn Hữu Đức Trader, và cái đường link thì mình để ở bên dưới cái phần mô tả của video. Khi các anh chị các bạn nhấn vào cái đường link đó thì nó sẽ hiện ra cái giao diện như thế này, và các bạn chỉ cần add account vào thì các bạn sẽ được hưởng cái chương trình này. Anh chị nào chưa có tài khoản thì có thể làm mở tài khoản. Thì chúng ta chỉ cần nhấn vào add account này. Nếu các bạn có rồi thì chúng ta thêm vào thôi là nó tự động, còn nếu các bạn chưa có thì các bạn phải mở một cái tài khoản nha. Nếu các bạn chưa có tài khoản thì các bạn phải tạo một cái tài khoản ở đây. Các bạn nhấn vào tạo tài khoản account. Thì các thông tin mở tài khoản thì các bạn chỉ cần điền một cái mail và mật khẩu và xác minh lại cái mật khẩu đó, và chúng ta tích vào đây thì chúng ta sẽ nhấn vào tạo một cái tài khoản là được. Hoặc là các bạn cũng có thể là kết nối trực tiếp qua cái tài khoản Google hoặc là tài khoản các mạng xã hội như Telegram và tài khoản của X đó, xong đó chúng ta sẽ tiến hành tạo một tài khoản thôi. Hoặc là các bạn có thể login vào cái tài khoản của các bạn đã có trước đó. Thì với mình thì mình đã có tài khoản rồi, mình đã mở rồi.
thì mình sẽ login vào thôi. Và sau khi các bạn xác nhận tạo một cái tài khoản đó, thì nó sẽ gửi về mail cho các anh chị các bạn một cái mail. Cái mail xác nhận, xác minh nó sẽ như thế này, và các bạn nhấn vào verify là sẽ xác minh tài khoản, và sau đó các bạn tiến hành đăng nhập vào là được nhá. Ở đây thì mình có tài khoản rồi, thì mình chỉ cần nhấn login vào thôi và chúng ta đăng nhập vào. Rồi đây cái thời gian, các bạn chú ý là cái thời gian để chúng ta nhận thưởng tiền lên đến có thể là 5.000 đô. Cái bonus ấy có thể lên đến 5.000 đô. Và cái thời gian thì nó sẽ diễn ra ở đây. Các bạn cố gắng trong cái khoảng thời gian này thì chúng ta có thể là nhận được cái phần thưởng nó tốt nhất nhá. Rồi chúng ta sẽ vào cái giao diện giao dịch của sàn Simple FX. Nó nhìn cũng khá là quen thuộc đúng không ạ? Những anh chị các bạn mà đã từng giao dịch ở trên các sàn giao dịch bên coin hoặc là những cái nền tảng giao dịch web trader thì các bạn cũng thấy là đây là một cái nền tảng tương đối là dễ nhìn và trực quan. Ở cái phần tài khoản thì các bạn có thể là vào đây thì chúng ta sẽ có cái dạng tài khoản là tài khoản live và tài khoản demo. Với những cái gì các bạn mới tham gia, mới tìm hiểu á, khi mà làm quen với sàn á, thì các bạn cứ tạo một cái tài khoản demo rồi chúng ta sẽ thực hiện, chúng ta tìm hiểu cái nền tảng giao diện của nó và chúng ta sẽ giao dịch thử xem nó như thế nào rồi làm quen. Rồi sau khi mà chúng ta cảm thấy làm quen được với nền tảng rồi thì chúng ta sẽ tiến hành giao dịch bằng một cái tài khoản live. Thì chúng ta nhấn vào cái phần manager này, tài khoản này. Đây. Thì ở đây á, đối với sàn Simple FX á, các bạn có thể là thay đổi những cái đòn bẩy ở đây. Đòn bẩy của chúng ta có thể là lên đến 1/1000. Đây các bạn thấy này. Với cái số tiền nó sẽ khác nhau, các bạn chú ý để ý đây nha. Với cái số tiền lên đến 1000 này, đòn bẩy 1/500 thì có số tiền lên đến 5000. Với những cái đòn bẩy thấp hơn thì cái số tiền là không giới hạn. Các bạn có thể là sử dụng với cái số tiền nhiều cũng được. Ở đây thì cái tài khoản live của các bạn á, nếu các bạn muốn nạp tiền vào, trước khi nạp tiền thì các bạn nên xác minh tài khoản nhé. Chúng ta xác minh tài khoản rồi chúng ta bắt đầu tiến hành nạp tiền. Và chúng ta cũng có thể thêm những cái tài khoản ở đây, đúng không? Tài khoản demo hoặc tài khoản live thì các bạn cứ mở thêm tài khoản thôi. Nếu thêm tài khoản live thì các bạn chọn cái đồng tiền mà các bạn muốn sử dụng. Các bạn có thể lựa chọn Bitcoin hoặc một đồng coin nào đó, cũng như là các bạn có thể là sử dụng như thế USDT đó, hoặc là những cái đồng tiền pháp định mà các anh chị các bạn mong muốn. Thì ở đây chúng ta có thể chọn cái ví như thế là ví USDT đi đó, để chúng ta dễ kiểm soát đó. Chúng ta sẽ tạo một cái tài khoản thành công và sau đó chúng ta tiến hành nạp tiền. Ở đây các bạn có nhiều cái sự lựa chọn. Nếu các bạn sử dụng nạp tiền bằng crypto đúng không, thì các bạn có thể là nạp bằng USDT, những cái hình thức nạp qua như thế ở các ví như ví BEP20 này, ví ERC20 hoặc ví TRC20 đó. Các bạn lựa chọn cái dạng nào thì các bạn có thể là nạp, đúng không, nạp bằng những cái đồng coin hoặc là nạp bằng USDT đây. Ngoài ra các bạn có thể là nạp bằng fiat, có nghĩa là nạp bằng các đồng tiền pháp định của mỗi cái quốc gia. Thì ở đây chúng ta có nạp trực tiếp qua internet banking hoặc là các bạn nạp qua trung gian Fastpay đây đó. Thì về cái vấn đề nạp rút nó cũng tương đối là đơn giản, tùy theo cái mong muốn của các anh chị các bạn, cái nào thuận tiện cho mọi người thì các bạn có thể là sử dụng cái cổng nạp rút đó. Tiếp theo thì chúng ta sẽ làm quen với cái nền tảng giao dịch của Simple FX. Ở đây mọi người chú ý cho mình, đó là chúng ta sẽ có các sản phẩm giao dịch khá là đa dạng. Rồi các bạn những cái nào mà các bạn chú ý cho bạn hay giao dịch thì các bạn có thể là đánh dấu lại để chúng ta lựa chọn, đúng không? Ngoài ra thì ở đây nó sẽ có những cái sản phẩm riêng biệt. Ví dụ như các bạn giao dịch crypto này, nó sẽ có những cái sản phẩm bên crypto ở đây. Các bạn giao dịch bên Forex, có những cái sản phẩm bên Forex đa dạng cho các bạn lựa chọn. Các bạn giao dịch các chỉ số thì các bạn có thể lựa chọn ở đây các chỉ số chúng ta có thể là giao dịch được. Các chỉ số như S&P 500, rồi EU 50 này, đó rất nhiều. AU 200 này, đó các chỉ số chứng khoán trên thế giới. Rồi rất nhiều các sản phẩm khác, các bạn có thể là lựa chọn dầu này, rồi các hàng hóa để chúng ta giao dịch ở trên này, đúng không ạ? Tương đối là nhiều, hoặc là các chỉ số cổ phiếu các bạn cũng có thể là giao dịch được. Về cái sản phẩm giao dịch á, thì theo mong muốn và lựa chọn của mỗi các anh chị thôi,
những anh chị các bạn bên giao dịch bên coin quen thì thường thường sử dụng những cái sản phẩm các sản phẩm bên crypto nhiều hơn, còn những anh chị các bạn bên forex hay sử dụng giao dịch các sản phẩm tiền tệ, sản phẩm forex, vàng, bạc, bitcoin, rồi dầu thì các bạn cũng có thể là lựa chọn, nó đa dạng. Thì khi mà các bạn lựa chọn một sản phẩm nào đó ở đây á, thì các bạn chú ý cho mình, ví dụ ở đây chúng ta muốn sử dụng cái giao diện, cái biểu đồ của bitcoin thì các bạn chỉ cần nhấn vào sản phẩm đó, ví dụ như ở đây các bạn thấy có ba chấm bên nào, chúng ta có thể là mở cái chart nó lên, nhấn vào đây thì nó sẽ hiện ra cái chart, và nhấn vào đây new order, các bạn có thể là thực hiện một cái giao dịch mua bán ở đây cũng được. Còn nếu mà khi mà nó lên trên này rồi, nó hiển thị lên trên này rồi, các bạn có thể là nhấn vào buy hoặc sell các bạn mong muốn. Ví dụ ở đây nha, mình đang thực hiện một lệnh sell cái đồng Bitcoin, Bitcoin USD thì nó sẽ hiển thị ở dưới đây. Chúng ta có thể là cài take profit, chúng ta cũng có thể là cài top loss cho nó, và chúng ta có thể là cắt lệnh trực tiếp ở đây, lời lỗ nó sẽ hiển thị ở trên này hết cho chúng ta. Bây giờ mình sẽ lấy một cái ví dụ bên forex đi cho các bạn dễ quan sát. Ở đây mình lấy ví dụ là vàng đi cho các bạn dễ hình dung này. Đây đúng không ạ? Đây chúng ta có sản phẩm là vàng này. Và ở đây thì các bạn muốn mở cái chạc vàng lên thì chúng ta mở chạc vàng thôi, nó sẽ hiển thị ngay ở đây cho chúng ta. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành giao dịch. Ví dụ như các bạn muốn mua hay bán á, chúng ta ở đây chúng ta có thể là thực hiện một lệnh bán này. Ví dụ chúng ta thực hiện một lệnh bán thì nó sẽ hiển thị ra cho chúng ta một cái bảng như thế này. Đây đúng không? Sell này, buy này. Chúng ta thực hiện lệnh sell, và ở đây có hai cái sự lựa chọn là các bạn muốn chọn cái việc mà chúng ta sell theo lệnh thị trường, có nghĩa là giá của thị trường hiện tại, hay là các bạn sẽ sử dụng những cái lệnh chờ pending, thì tùy theo các bạn. Ví dụ như ở đây mình sẽ thực hiện một cái lệnh sell luôn nha. Về cái khối lượng giao dịch thì các bạn có thể là lựa chọn cái khối lượng theo mong muốn của các bạn, 0.01, 0.02, 0.05, 0.06 tùy theo các bạn nha. Ví dụ ở đây mình thực hiện một lệnh là 0.1 đi. Đó. Ở đây nó sẽ hiển thị cho chúng ta một cái đơn vị để chúng ta có thể là hình dung được là cái số tiền, cái volume chúng ta đang sử dụng là bao nhiêu. Ở đây chúng ta sẽ có cái lựa chọn là take profit là chốt lời và top loss là dừng lỗ. Chúng ta có thể là lựa chọn theo giá ở cái vị trí giá, hoặc chúng ta có thể là lựa chọn theo buy. Cái buy này thì những anh chị các bạn nào giao dịch bên forex có thể là hình dung nó dễ hơn biết được. Thì ở đây nếu mà theo giá thì các bạn cứ điền cái giá trị nó vào thôi. Ví dụ như ở đây chúng ta kỳ vọng là vàng về đến 2240 đi, đó là chúng ta sẽ chốt lời. Và nếu chúng ta kỳ vọng vàng lên đến 2360 chúng ta sẽ cắt lỗ. Đó thì cái phần lời lỗ các bạn thấy hiển thị ở đây không ạ? Đó, nếu mà chúng ta bị lỗ thì chúng ta lỗ 236 đô. Chúng ta mà lời thì chúng ta lời 600 đô. Nó sẽ hiển thị trên này cho chúng ta để chúng ta thấy được. Cái với cái khối lượng giao dịch như thế này, với cái lệnh sell của chúng ta thì chúng ta sẽ có những cái thiết lập. Đấy, và các bạn nhấn submit thôi. Đó, và cái lệnh của chúng ta nó sẽ hiển thị ở dưới đây. Và các bạn hoàn toàn có thể là theo dõi nó được. Chúng ta đang lời như thế nào, chúng ta lỗ như thế nào, và chúng ta muốn cắt lệnh hay là chúng ta muốn để lệnh thì nó cũng có hiển thị ở trên này cho chúng ta hết. Đó, thì cái việc sử dụng nó cũng tương đối là đơn giản. Rồi mình lấy thêm một cái ví dụ cho các bạn thấy nữa. Ví dụ như ở đây là chúng ta sẽ sử dụng một đồng tiền đi. Đây, CSFG đi nhỉ. Đây, CSFG, chúng ta mở cái chart này lên. Đó, thì nó cũng làm cái chart như thế này đúng không? Và chúng ta muốn thực hiện một lệnh buy đi. Đây, nếu thực hiện một lệnh buy mà chúng ta muốn là lệnh, cái lệnh nữa là lệnh pending, có nghĩa là lệnh chờ. Ví dụ giá ở đây là 169.8, nhưng mà chúng ta không muốn buy ở cái giá đó. Cái khối lượng thì các bạn cũng có thể là tùy chọn nha, đúng không? Chúng ta muốn buy ở một cái giá là khoảng là 168 thôi. Đó, thì chúng ta đặt một cái lệnh chờ. Và ở đây thì các bạn hoàn toàn cũng có thể là cài đặt được cái thời gian, đúng không? Và cài đặt được cái vị trí chúng ta chốt lời và vị trí chúng ta dừng lỗ. Cái này thì nó không bắt buộc cho các bạn, nhưng mà các bạn có thể là điền vào nha. Ví dụ như ở đây mình cài đặt là 171 đi. 171, đúng không? Và chúng ta dừng lỗ ở khoảng là 168 đi. Đó, thì các bạn hoàn toàn có thể là cài đặt những cái vị trí này và chúng ta nhấn submit. Thì khi mà giá nó về ở cái vị trí chúng ta buy limit này thì nó sẽ khớp với cái lệnh mà chúng ta đã chờ đợi.
Và khi các bạn muốn theo dõi cái lệnh này thì các bạn vào cái phần pending này thì chúng ta có thể là theo dõi được, đúng không ạ? Hoặc là bây giờ các bạn thấy nha, chúng ta muốn cắt một cái lệnh đi, ví dụ như lệnh vàng chúng ta cắt đi, đúng không ạ? Chúng ta đóng các vị trí đi, thì những cái lệnh mình đóng ở dưới đây này, lời lỗ như thế nào này, thì nó cũng sẽ thống kê ở cái phần bên này. Ngoài ra thì trên cái nền tảng Simple FX các bạn cũng thấy rồi, nó có cập nhật thông tin, tin tức cho chúng ta thường xuyên. Ở đây các dữ liệu kinh tế nó cũng có, nó thể hiện ở đây, các bạn muốn xem thì các bạn cứ nhấn vào thì nó sẽ hiển thị ra cái lịch kinh tế, và chúng ta có thể dựa vào cái lịch kinh tế này để theo dõi tin tức thị trường, những cái cập nhật tình hình thị trường. Những cái thanh công cụ sử dụng thì các bạn sử dụng cái biểu đồ nào thì các bạn có thể sử dụng những cái biểu đồ đó này. Các bạn muốn sử dụng thêm những cái indicator, những cái chỉ báo nào thì các bạn cũng có thể search thêm trên này. Hoặc là chúng ta cũng có thể là sử dụng những cái công cụ này để chúng ta xác định xu hướng chúng ta vẽ ở trên cái biểu đồ, từ đó đưa ra những cái quyết định giao dịch của chúng ta nha, nó tốt hơn. Về nền tảng thì nhìn chung chúng ta thấy là khá là dễ sử dụng, và các bạn cũng có thể là tiếp cận nó một cách nhanh chóng. Tất cả cũng chỉ là mục đích chia sẻ thông tin đến các bạn, rất mong sẽ giúp cho các bạn tìm được một sàn giao dịch tốt trong thời gian tới. Có bất cứ câu hỏi gì hoặc là thắc mắc gì thì các bạn để lại bình luận ở bên dưới cái phần mô tả của video nha. Chú ý là những anh như các bạn nào đang muốn tham gia cái chương trình khuyến mãi của sàn thì cái đường link mình để ở bên dưới cái phần mô tả của video, các anh chị các bạn có thể là tham khảo nha. Nhấn vào thì nó sẽ hiện ra cái giao diện như thế này. Ở trong cái website của mình cũng có một cái bài đánh giá từ A đến Z về sàn Simple FX. Các anh chị các bạn quan tâm thì cũng có thể là tìm hiểu thêm. Mình gắn cái đường link ở bên dưới cái phần mô tả của video luôn nha. Rồi, chúc các anh chị các bạn tìm được một sàn giao dịch tốt.